nhìn vô quá trời luôn, này kia đá là sáng trăng nha cô chú anh chị. Bao đẹp luôn. Đấy, tới đâu là vô tới đó nha cô chú anh chị. Hình quá trời luôn. Quá đẹp luôn. Úi giời ơi. Chúng mình làm quay. Mày chứ gặp tao là tao ngồi dưới sồn á. Ủa bà cá mà thả lượt cho mình bữa nay đâu cùng tay hết rồi. Bữa nay là cẳng cái vậy. Quá trời luôn nha cô chú chị. Cá dồ, cá cha. Ủa mẹ cá chẽm, cá sao tao thấy đụng cá dồ đém con mày. Ao này to lắm nha cô chú anh chị. Ao này ao nhà của ông anh. Mỗi ngày đều phải cho ăn vậy nha cô chú anh chị. Khoảng tầm 9 giờ mấy, 10 giờ là mới cho ăn được nha cô chú anh chị. Tại trời nắng lên á mới cho cá ăn được. Trời mát nó cho cá nó ăn nó ngợp, nó vô nó ngợp. Bởi vì trời nắng mới cho ăn được. Đây là cái chòi của ông anh đây. Ông anh đang rải cho nó ăn. Quá trời luôn. Rải tới đâu là nó lên tới đó nha cô chú chị. Lên nó ăn tới ham không. Cá này mà to lên con chừng tầm 3 kg là nhìn nó quay đùng 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 đã lắm cô chú chị. Giờ nó tản nó bớt rồi, nó ăn sắp no rồi cô chú chị. Đây là hồ bao lớn luôn. Hồ này mấy mẫu nha cô chú chị. Hồ to, có cá to nó vô. Hồ này còn sót cũng một ít cá to lắm. Cá cỡ 4-5 kg một con á, có cái đầu cá cha to ghê. Hồi trước có mới đầu là còn một ít cá còn lại cô chú anh chị, tầm 3 kg một con rồi. Bây giờ lên chắc khoảng tầm 5 kg rồi cô chú anh chị. Đã không? Bao đẹp luôn. Mình tới chỗ này cũng quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem nó mới sướng. Chỗ này ông anh cũng đang, ông đang cho ăn đây nha cô chú anh chị. Mấy cái bao dưới đây là mấy bao cơm cô chú anh chị. Đây ông anh cũng nuôi cá đạt lắm. Chỗ này có cái cầu bao đẹp luôn. À, lên giờ nó lên nó ăn no nó lại bớt rồi. Có cái bự vô. Cá bự vô nhóc rồi đó. Cá bự vô dạt hoài rồi. Con mấy to hoài của chúng vậy thấy không? Móng lên ghê, to lắm. Có cá to luôn, nguyên bầy cá to vô luôn kìa. Cá cha to của chúng vậy thấy không? Ui. Cá bự vô à, cá nhỏ nó ăn no rồi dạt ra giờ cá bự vô à, quá trời luôn. Cá bự vô lò mấy cái đầu lên y hình như cá mập nha cô chú chị. Đó cái bóng to. Như cá mập.
nó có bự vô đây nguyên chòm rồi cô chú chị. Đó đó, nó lòi cái đầu lên cô chú chị thấy không? Ngay ngón tay em chỉ đó. Đã lắm. Có bự vô móng nó to nha cô chú chị. Đó, có bự vô, sướng không? Giờ nó vô quá trời luôn. Vô nó ngớp. Cái nhỏ giờ ăn nó no rồi giạt ra cô chú chị. Giờ có bự nó vô. Rải tới đâu là có bự nó vô tới đó. Nó đẩy cám xuống. Có bự nó giạt vô quá trời luôn. Cái nhỏ giờ no rồi nó lại giạt ra. Có bự nó giạt ngoài đó nha cô chú chị. Nó không có vô sát con bờ. Ủa, mà không. Cá này nữa nó to lên đều như mấy con bự, như cái lứa bự trước rồi cô chú chị. Nhìn nó quay, nó bay ấm 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 ấm, nó quậy đặc lắm. Rồi đưa cái mỏ lên, đưa nó táp mấy cục cám đó cô chú chị. Đó, nó đưa cái mồm lên cho bá luôn. Kinh được. À, bên đây cá mới to nè. Nguyên một chòm cá to không. Có quận. Bèo bèo con nào nhỏ nhất 3 kg nha cô chú chị. Cá cha nhỏ nhất là 3 kg rồi. Tại vì nó không có đều nha cô chú chị. Nó nhiều lứa. Cá to cá nhỏ. Còn cái một số cá nhỏ đầu tiên á thì cá đó mới thả xuống mới đây nha cô chú chị. Rồi. To nguyên chòm này đẹp ghê. Đây như ông anh là nuôi, ông biết cách chăn nuôi ở đây nha cô chú anh chị. Thu vô tiền tỷ. Đã rồi. Nó ăn đã rồi. Cám nổi lên bền bền đi. Tí nữa vô là em tránh xa ra là nó vô trong sát trong bờ là nó ăn hết mấy cục cám trôi này nha cô chú chị. Đó, đã không? Quyên bày to luôn. Chỗ này như quyên giạt cá to luôn. Bụm 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 trù. Này mấy cái đầu đó là cá cha nha cô chú chị. Mấy con to là cá cha không? Lên đã không? Đó, chanh nhau. Quá trời đồ ăn còn chanh nhau nữa. Rồi không bắt được luôn. Giờ xuống nó cái đứng im là cái thả cám ra phát cho nó buông tới mình luôn. Rồi cô chú anh chị nào mà yêu thích cái video cho cá ăn á thì cô chú anh chị cho em một like, một lượt đăng ký nha. Thì mỗi ngày em sẽ cố gắng em sẽ ra quay ông anh cho cá ăn nha cô chú anh chị. Để theo dõi tình hình cá hàng ngày á, coi nó từ lúc mà mới nuôi á lên nó lớn như cỡ to như mấy con cái lưới trước nè. Thì cho cô chú anh chị xem nha. Cá này to đỏ lắm, nó mà lên lúc mà mấy con nhỏ nó cái lứa sau này á, nó mà lớn lên bằng như cái lứa này, coi nó lên đung 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 quậy đung đung trên mặt nước nghe đã lắm, bao sướng luôn. Rồi vậy em cũng xin kết thúc video này nha cô chú anh chị.